Anh em chào mừng anh em quay trở lại với Leo World Robot nha. Và ngày hôm nay thì là tiếp tục một video về robot cũ. Sau thời gian làm thì mình để ý là cũng có nhiều anh em comment là mình làm Loki đi, mình làm về Loki, chạy vòng vòng cũng được hay là đi dành trụ thôi. Ok, và để phục vụ anh em thì ngày hôm nay mình đem đến đó chính là Loki nha anh em. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi chạy trụ. Nói chung là mình cũng không giỏi về cái lối chơi của Loki cho lắm, bởi vì mình bắn nhau là nhiều rồi, nên là bây giờ thì được, nếu mình được thì mình sẽ thử cái lối chơi là chạy trụ liên tục xem sao đó. Và ngày hôm nay thì mình đem đến đó chính là combo Shredder, một combo ngày xưa cũng rất là thông dụng đối với những người chơi Loki ấy. Tay lái thì mình không có tay lái chính thống con Loki, cho nên mình xài đó là Manny luôn anh em ạ. Bởi vì Manny thì ổng là tay lái có thể gọi là ráp lên được tất cả những loại robot. Nói chung là robot nào mà cần về lượng sát thương, cần về mất đi độ bền, tăng sát thương gì đấy. Nói chung là về Loki thì nó cũng không mình nói sao ta, nó có thể gọi là không cần từ Manny lắm. Nói chung là Manny chỉ hỗ trợ mình lái thôi, còn ngày hôm nay thì vẫn y như cũ anh em ạ, đó chính là mình lái nha. Đấy, Ron thì đó là Ron Widow luôn, bởi vì đúng như combo là robot tím, vũ khí tím thì Ron cũng sẽ là Ron tím luôn. Nhưng mà module thì sẽ là module vàng nha anh em, tại vì hiện tại mình có module cho nên là mình lắp vào. Chung là tay lái mình không có thì mình không lắp. Ron cũng chả có con nào ngon để lắp cho con Loki này, cho nên là thôi mình lắp với đồ luôn. Nhưng mà về module thì mình sử dụng 1 RA cấp 6, 2 RA để tăng cộng thêm là 10 tốc độ di chuyển nữa, 10 km/h. Cộng thêm 52 km/h thì con Loki này tổng cộng có thể chạy với tốc độ đó chính là đúng rồi, có thể chạy với tốc độ đó là 62 km/h, và mình nghĩ là nó vẫn có thể nhanh hơn nữa khi mà kỹ năng của mình cộng vào ấy, tăng tốc độ là 9%, có thể coi như là 10% đi, là thêm sau khi chiếm cục mốc nữa thì con Loki này có thể chạy đến là tổng cộng 70 mấy km/h, có thể gọi là khá là nhanh ấy. Về phần lối chơi của con Loki thì mình sẽ nói sơ một tí, cũng giống như đợt hôm bữa thôi, tức là mấy con robot cụ nó quay trở lại đi. Luôn sẵn sàng có tổng cộng là 4 con robot nhỏ và 1 con Titan sẵn sàng đấm vào mồm tất cả những thằng nào dám bắn vào con Loki này. Nói thì nói nghe nó ngầu vậy thôi, chứ trên thực tế thì cũng do mình thôi, nếu mình sống dai thì được, còn chết sớm quá thì nó thì nó cũng vậy đó. Nói chung là ngày hôm nay mình cũng sẽ đi chạy trụ, mình đi phá team bên kia thôi. Với vai trò con Loki này ngày hôm nay sẽ đến với chúng ta, đó là vai trò người đi rừng. Ủa lộn. Vai trò là đi chọc phá đối thủ. Ok chưa anh em? Rồi. Nói sơ sơ nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ vào gameplay để chạy trụ nha anh em. Ok, chúng ta bắt đầu vào trận đấu thôi. Đây chính là map Dreadnought nha anh em, một map cũng khá là nhiều chướng ngại vật, bởi vì nó có cái con tàu nó bị xéo. Được thôi, mình sẽ đi chạy trụ nha. Đấy. Ok, bắt đầu chạy thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy tốc độ di chuyển không phải là yếu nha. Mình đã cộng tất cả những cái module tăng tốc là 2 cái IA, cho nên là ít nhất thì con Loki này có thể chạy với tốc độ đó là 70 km/h, và sau khi chiếm trụ thì mình nghĩ là có thể lên được 80. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là mình đem theo đó là module nhảy. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ parkour trên những cái map này. Kỹ năng parkour ngày xưa mình sử dụng Nidor cũng khá là ok. Đấy, với lại thì mình đem theo nhảy để mình nhảy vào cái trụ nó lẹ hơn. Trong trường hợp là dướng mấy chướng ngại vật á, mình phải chạy vòng thì nó lại rất là tốn thời gian, cho nên là cộng thêm tốc độ con Loki này nữa thì anh em có thể tưởng tượng là một vận động viên hội thao bắt trớn nhảy từ xa đó anh em ạ. Ấy ok, ui cái trụ này không ai giành luôn anh em ạ. Ui trời ơi ngon anh em ạ. Bởi vì ngày hôm nay là mình chơi chạy trụ cho nên là mình nghĩ là đam trong trận đấu thì mình cũng không có nhiều, phải phụ thuộc vào team thôi. Hơn nữa thì nếu như mà anh em chơi Loki á thì mình khuyên là anh em nên cộng tất cả vào tốc độ nha, bởi vì khi mà anh em ở trong trạng thái tàn hình á thì đa phần nếu như đối thủ đem quanh tâm radar đem là một chuyện, soi được mắt là một chuyện, nhưng mà bắn trúng hay không là một chuyện khác nha anh em ấy. Cho nên là nếu như mà anh em có tốc độ chạy á thì anh em lạng như là bạc cua cho mình. Ủa sao cây trụ này nó không xanh được ta? Trời ơi, có con Mercury ở đây. Con đó là Ewip xanh. Mercury anh em, Mercury. Đây, mình sẽ nhảy qua cái trụ này. Đấy, ui có một thanh niên Loki. Ui chết rồi, trời ơi. nhảy xa quá anh em ạ. Không sao. Sorry anh em nha. Ấy lại để mất cái trụ rồi. Không sao.
Nói chung á là về cái lối chơi thì anh em chủ yếu là chạy trụ thôi. Loki này không phù hợp lên tử chiến đâu, bởi vì tử chiến đa phần tụi nó đem mắc nhiều lắm. Mình theo kinh nghiệm chơi tử chiến rồi, cho nên là anh em tốt nhất là chơi trụ thôi. Hơn nữa bây giờ chơi trụ mà cầm Loki nó cũng hơi cực, gặp mấy con dê thì khá là khó. Ui, chưa kịp bồi đam nữa. Okay. Vừa đúng lúc nha nè, tức là trong khoảng thời gian nhảy á, mình bật kỹ năng lên thì sau khi mình rớt đất thì kỹ năng nó kịp hồi rồi, tức là ở trên không á mình vừa có thể nhảy, mình gây rối loạn đối phương, mình vừa có thể bắn nó. Ui, cái thằng Ukio nó đem mắt. Ui, chạy đấy. Bây giờ thì anh em có thể hiểu là vì sao mình đem cái RA rồi, bởi vì trong thời gian mình tàng hình mình vừa hồi máu luôn. Ở trên thực tế thì tay lái mình không có skill nào mình cộng vào đó là hồi máu mỗi giây cả, cho nên mình cộng một cái RA vào và hai cái IA để tăng tốc độ chạy đó. Hơn nữa thì trong trận á, là nếu như mà ở cái bậc rank của mình á, thì nếu như ở chỗ mà bậc rank thấp của anh em thì không sao, bởi vì trận đấu nó cũng khá là ngang bằng. Nhưng mà chết mình phải chạy khỏi hàng này ra, con bò nó nguy hiểm quá. Xém tí nữa là nó hút mình bay mất tiêu luôn rồi, thành đấu bò Tây Ban Nha luôn rồi ấy. Nói tới đâu rồi ta? À đúng rồi, tức là nếu như mà anh em ở bậc rank thấp thì không sao, bởi vì sức mạnh nó cũng ngang ngửa nhau. Nhưng mà ở bậc rank của mình hiện tại với số cúp của mình á, mà nếu như mà mình chơi theo kiểu là chạy trụ như thế này thì team nó sẽ thiếu điều nguồn hỏa lực rất là, có thể gọi là cũng tạm, tức là thiếu điều nguồn hỏa lực cũng được đấy. Thiếu nặng. Mình cũng chả biết là nặng hay không, nhưng mà ui rồi ôi rồi, đông quá. Đây mình cứ chỉ anh em cái kiểu chơi như thế này, nhảy lên đây. Ok, lụm rồi, bây giờ lên đây là an toàn, có mấy thằng con Titan rồi đấy anh em ạ. Mấy con Titan nó toàn Titan đi bộ không à. Đó. Ok. Đó, tức là nếu như mà bây giờ ở trên bậc rank của mình chơi Loki thì mình khá là mạo hiểm khi mà để cho team nó gánh từ đầu tới cuối. Cho nên là rất nguy hiểm. Trong mấy cái trận mình chơi thì anh em có thể thấy rồi, nếu như mà sơ sẩy một tí là trụ nó mất nè, mạng ơi. À Tào Tho, ui sợ, không sao. Nói chung là gọi được con Titan ra, lụm rồi anh em. Ui con dê kìa. Sao thấy à, trận đầu tiên thì team gánh được nha anh em, có thể gọi là team gánh được, bởi vì mấy cái trụ này nó cũng ổn, có thể gọi là ổn thì mình có thể chơi Loki được. Nhưng mà ở trong mấy cái trận nào mà nó căng quá, căng từ đầu tới cuối mà mình chơi Loki thì chắc chắn là mình sẽ không gỡ nổi, có thể gọi là như vậy. Cho nên là ngày hôm nay chủ yếu mình đem tới mình chơi tròn team bên kia cho nó vui ấy, cho anh em xem. Chứ mình cũng không dự định là có thể, không dự định là mình có thể chơi Loki được nhiều trận hơn nữa. Ấy, ngày nay mình đem đến mình chơi theo kiểu là parkour các kiểu, chạy vòng vòng gây ức chế đối thủ. Đó. À, chứ bây giờ ở trên mặt rank này nó yêu cầu cao lắm anh em ạ. Rất là căng. Thôi. Ấy. Đó, lợi thế của team mình đã được quyết định rồi nha, tức là bốn cái trụ xanh. Cũng ổn rồi. Với lại team bên kia thì bây giờ nó toàn là Titan không, nó muốn đi giành trụ rất là khó. Ấy. Mình nhớ là trận này mình không giành top được đâu, nãy giờ có ăn được mạng nào đâu mà top, đúng không? Xem. Được rồi. Ấy, à quên, còn một điều nữa là đợt trước rồi, đợt hôm bữa có bạn nào nhắn mình là anh ơi, em dùng hết mấy cái Gmail của gia đình để đăng ký cho kênh anh rồi. Cái này á thì mình nói cho anh em là thôi, anh em không cần phải làm như vậy. Tại vì bây giờ thì kênh của mình cũng được nhiều người đăng ký rồi, anh em không cần phải làm như thế. Mất công mình up video, mình thì mình up video ngày nào mình cũng up cả. Đấy rồi lâu lâu gia đình ba mẹ bằng cái hạn lên YouTube định xem cái này xem cái kia, tự nhiên cái mình đề xuất ra cái video thì nó lại tùm lum tá lả, ba mẹ bạn lại không biết là cái gì. Đó cho nên là thôi. Đấy anh em nào có ủng hộ mình một subscribe là được rồi, một view là được rồi. Đấy anh em không cần phải làm như thế. Ok chưa? Ok rồi ha. Rồi bây giờ chạy tiếp. Ngày hôm nay mình sẽ chạy trụ bằng cả tính mạng anh em. Ok, nhảy luôn nè. Đó. Một trong những bậc thầy chơi hội thao nhảy xa đó. À và chia sẻ với anh em một tí là ngày xưa mình cũng đã từng rất là ghét cái combo đó là Loki và Ron Widow. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa tất những con robot mà trị những con tàn hình này rất là ít. Thời mình chơi thì toàn là robot cùi không à. Gặp mấy con Loki này rất là khó chịu. Ngày xưa là mình chơi bắn tỉa, tức là Erebus nè, rồi mấy con tầm xa yếu rồi đó. Đấy, rất là ghét con này anh em à. Mình trong trận mình không đem theo mắt á, nó cứ chạy lại gần sau lưng mình, con Ron Widow nó cứ nẹt. Đấy, khó chịu thật sự, rất là khó chịu. Cho nên là
thôi. Ngày xưa mình đã từng rất là ghét cái combo này, nhưng mà bây giờ thì có cơ hội cầm lại thì mình công nhận với anh em là đúng là khó chịu thật anh em ạ. Bây giờ thì mình mới biết được cái tốc độ của con Loki này nó chạy không phải là tầm thường. Và nếu như mà nó lên mức độ MK3, những thanh niên nào mà thích chơi kiểu trẻ trâu Rising Boy thì đúng là đáng sợ thật. Dí nó thôi đã mệt rồi. Mà nói thiệt chứ Opion mà nó bay trên trời mà nó có mắt sôi đi nữa thì nếu như mấy thằng Loki nó chạy tầm 100 km/h mình cũng chưa chắc là bắn trúng anh em ạ, thiệt luôn á. Thiệt, mình chơi Opion mấy bữa nay mình cũng thiệt, mấy cái thằng mà nó di chuyển nhanh á, nhiều khi mình bắn cũng hụt nữa. Cái kỹ năng của Opion á, nó bắn cũng hụt, nó giống như là Brick vậy. Đấy, cho nên là ít nhất thì mình cũng phải để một cái vị trí nể một phần đối với con Loki này. Đấy, theo kiểu là anh dắt súng làm sao nè, tao có súng này nè, mày sẽ biết sợ chưa hả? Ui, thằng xe đám nó lui rồi, thôi được rồi, ok. Thôi, đấy, ví dụ đây anh dắt ba cái súng đằng sau lưng nè, mấy chú có việc mấy chú cần gì thì anh lôi ra anh bắn mấy chú đó. Chơi theo kiểu vậy cũng ác thiệt nè, với lại cái kiểu này thì cái kiểu trẻ trâu thiệt, mình công nhận. Ui, pha này mình nhảy thẳng vô cái đội hình nó không biết là có ổn hay không để ta. Rồi bên kia gọi toàn là Titan không à. Theo mình kinh nghiệm của mình hiện tại bây giờ ở bậc danh này rất là ít những con Titan nó đem theo mắt nha anh em, gần như là rất là ít, bởi vì Lin nó không còn là meta nữa rồi. Đa phần bây giờ là dê không, đem toàn mát đam không mà làm gì mà sôi con Loki này. Đấy, cũng là một phần lợi thế khi mà mình ở trên bậc ranh này. Đó. Đấy, thanh niên Newton này làm gì có mắt sôi đúng không? nè, tôi nè, tôi nè, tôi thoát màn hình nè. Đấy, choáng chừng bạn cái đó. Vừa nâng mình lên cái mình hồi kêu liền anh em ạ. Hát thiệt chứ. Đâu nè, bạn tính đi vô cái trụ hả? Không dễ đâu bạn ơi, cái trụ đó của tôi nha. Đấy, tôi có nhảy mà. Đấy, cay lắm anh em, cay thiệt. Nè, thêm con Ron Riddle nữa nè. Đó, nguyên một combo ác thiệt. Đấy, mình không cần phải làm gì, mình vẫn gây ức chế cho đối thủ. Đấy, nó bắn trong vô vọng ha, bắn trong vô vọng rồi. Ghê thiệt. Ok, thôi không giỡn với thằng này nữa. Mình đi nhảy vô giữa đội hình đối phương có thằng nào đem mắt không. Trận hồi nãy thì bị Tàu Tho tấn công trúng. Mình cũng chả biết là tại sao cái Tàu Tho hồi nãy nó tấn công được mình trong khi mình đang tàng hình nữa chứ. Thôi, ấy, Mender cũng không đem mắt. À, đội hình này không. À, rồi win rồi anh em. Ấy, ok, hai trận thì tròn vậy mà cũng win chứ. Thiệt. Mình chơi công nhận có duyên với mấy con robot cũ thiệt. Đa phần vô là sắp mặt không à, tự nhiên con Loki này hôm nay nó chạy được hết trận luôn. Đấy. Được 215 dam anh em, ồ quá tuyệt vời. Ok, map này map khu công nghiệp rộng nha, chơi với kỹ. Theo như mình được biết thì toàn bộ những cao thủ đều hội tụ ở những map khu công nghiệp không à, cho nên phải cẩn thận ở trên hết. Ơi, thanh niên leader này sao đứng đây rồi. Ui, leader cầm laser luôn, bảy trưởng, cầm thêm con Ron Dantuki nữa. Đỉnh đấy bạn, tôi thích bạn rồi đó. Chạy thôi anh em ơi, chạy. Ui, chết. Đấy, đây chính là lý do mình đem RA anh em ạ. Chứ không là hồi nãy chắc mình cũng đi rồi. Để xem. Hai cây Rigma bay lên rớt xuống. Con gì nha, ngộ nha. Ok, mình sẽ quay trở lại đây nha. Nhờ cái cổng di chuyển của con Imugi, mình sẽ quay lại đây để mình đi qua cái trụ này. Không biết là có được không. À, rồi, mình nhận ra thằng đó rồi. Hao Jun. Thì còn nó có đem mắt không? Hồi nãy nó bắn trúng mình, vậy tức là nó đem con Giang Ly đây mà. Aozun, đẩy, bay lên là có soi thằng hình. Ngay mình sẽ núp vào. Đấy, chờ thời thôi, chơi Loki là nên phải chờ thời thôi. Đấy, mình đợi nó rớt xuống, rồi, nó rớt. Nè, cho bạn tí nè. Ok, nó rớt xuống rồi thì mình tàn hình mình chạy thôi. Tại vì nó cầm Giang Ly thì chỉ khi bay nó mới có mắt soi thôi. Mình sẽ đi mình dàn cái trụ này. Trận này cắt ăn nha, trận này mà mình nhã từ đầu là không biết mình có gỡ lại được nó hay không đây ta. Ok, lượm được cái trụ rồi mình sẽ chạy khỏi đây thôi. Chung là chơi Loki cũng giống Skyros vậy anh em ạ. Nếu như mà anh em giành được cái... Ơi, khoan. Nó bay lên nó kiếm mình. Ây da. Mình mà ăn một combo của nó nữa là mình gãy chắc luôn. Rồi xong, hết 7 giây bay rồi. Ok, chạy thôi. Qua kiếm con reset này coi. Không biết là nó có đem mắt không ta. Đâu để mình thăm dò cái coi. Nó thấy mình chưa? Rồi, nó thấy rồi. Có đem mắt không? Không đem mắt thì ui em còn Happy nữa, không biết là thằng Happy nó có đem mắt không ta. Đúng không? Ây da, nó có đem mắt, chết rồi. Trời ơi. Dạ, sao lại có thằng cầm Happy mà lại đem mắt chứ? Chơi liều thế. Đúng là không ngờ, không có gì mà
đáng sợ bằng việc gặp thằng liều cả em, chơi khô máu luôn, Harry chơi khô máu luôn, đem mắt luôn. Chắc là thanh niên này bị dị ứng với mấy thằng tàng hình rồi. Ây cha, sao lại trùng hợp như thế nha, sao lại trùng hợp. Test Loki ngay cái trận mà gặp Hao Jun Quantum Radar rồi gặp thằng Harry cầm mắt nữa. Trời ơi, căng. Ok, ừ, cũng có thể gọi là được, team mình nó đi ra giành lại được ba cái trụ. Mình sẽ chạy qua cái trụ này luôn nha anh em. Để coi coi. Đúng rồi, hay chưa. Chà, căng thế nha. Mình phải chạy qua cái trụ này. Ui, hình như có một con dê đang ở đây đúng không? Ui trời, biết ngay, đúng rồi. Con dê nó cầm súng y chang mình luôn. Súng bản bản luôn à. Chết tôi. Cái gì đây? Đánh ra cho khác chỗ người lớn đang nói chuyện. Đấy, thấy chưa? Nói rồi mà. Chết tôi anh em ơi. Mình nghĩ là mình vẫn có thể hạ được thằng này nếu như không có thằng nào phá đám. Thiệt. Ui. Thằng này nó cũng trâu hết đó nha. Ui, gần chết rồi. Gãy một cây rồi nha. Ui, gần chết rồi. Đi đi. Chưa chết nữa, trời ơi. Trâu quá anh em, trâu quá, nó trâu quá. Còn cái khoảnh khắc mà con dê nó mạnh nhất chính là cái khoảnh khắc mà nó còn bao nhiêu đầy máu nè anh em. Bắn hoài không chết, thiệt luôn á. Bắn nó chết rồi, mình đang tốn thời gian ở đây quá nhiều. Rồi, hạ được nó rồi. Cầu mong thật đừng có thằng nào đã xuống. Trời ơi, Ovion. Ây cha à. Trời ơi, bên nhà nó cũng bị. Bên nhà 4-5 thằng, không biết là nó có phủ nổi cái thằng kia hay không. Mình phải xử lý hai cái thằng này trước. Cái thằng đi ship này hồi nãy giờ nó đứng từ xa nó chơi rất là khó chịu luôn anh em ạ. Mình phải xử lý nó. Ui thôi chết rồi, đi hơi xa rồi. Trời ơi, cái trụ nhà thủ không nổi luôn anh em ạ. Thiệt luôn á, đồng đội tôi. Nhiều lúc mình cũng không hiểu là ở trên mặt ranh này tại sao có thể xuất hiện những người đồng đội tuyệt vời như vậy. Rồi thôi xong rồi, một mình không thể chống cự ở cây trụ này được. Ây chà, trời ơi, 3-4 thằng ở cây trụ nhà. Chết rồi, ở trên mặt ranh này không cho phép sự sai lầm. Và team mình đang để lộ quá nhiều sai lầm. Hay là, à cái này chắc là do lỗi mình. Đầu trận mình thả quá, rồi cho nên là đầu trận mình cầm Loki mình đi tầm 1 phút mấy 2 phút. Để mất lợi thế quá, chắc là do mình. À, cũng có thể gọi là trước khi trách người khác thì mình phải tự trách mình trước. Mình phải xem mình có lỗi gì không. Chắc là lỗi do mình rồi. Đúng rồi. Ây cha, bây giờ giành lại trụ khó nha. Đi, đi. Con Abi đó nãy giờ nó cầm Hornet nó mắng mình. Không lẽ phải bắt con Newton này bước chân qua bên cái trụ đó hay sao ta. Con em Dan này mày giỡn mặt với tao hả. Bắn đi, bắn đi. Mày. Ui, một con Newton. Trời ơi, mất một băng đạn rồi, thiệt luôn á trời. Lại tự động chuyển đổi mục tiêu chứ. Mình ghét cái vụ này ghê. Chết rồi. Trời ơi, cái team tôi. Chà, con Muromet mà nó lại đứng ở ngay cái vị trí đó, thật không thể tin được. Biết mình có giết cái thằng Newton này nổi không ta. Ồ, được đấy, mình có thể giết nó được. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mà team nó không giành lại được lợi thế nữa thì mình cũng lại luôn. Rồi thôi xong rồi. Dạ. Ây cha. Căng quá nha. Team mình sao nó mình cảm thấy nó đuối đuối thì sao á nha. À, Seraph đem phải ship luôn. Mấy thanh niên này có nhiều cái mô đun phụ trợ lạ đấy nha. Mình cũng không hiểu luôn. Mà lại đúng lúc trận này nữa chứ, không thấy tin được. Ui, Commander này nhìn có vẻ lực đấy. Cẩn thận là trên hết anh em ạ. Nó bắn mình lại để cho con reset bắn mình đấy. Mình phải di chuyển qua bên chỗ này để tránh trường hợp con reset nó bắn lén. Cái thằng reset đó nãy giờ nó vẫn còn sống. Ghét thì chứ. Mình phải tìm cách mình diệt nó cái đã. Trước hết thì phải diệt cái thằng này trước ra. Thằng này khó chịu nha. Chết đi. Dây quá vậy. Ừ. Ui trời ơi, này biết ngay là nó bắn lén mà. Mình ghét con Ophion này ở một cái phần là anh em biết gì không? Khi mà nó bay xong nó đáp đất, nó còn phải nhúng cái phuộc một cái nữa thì nó mới chịu di chuyển anh em ạ. Tức là khi mà rớt xuống đất á
thì nó sẽ bị choáng một giây. Mình có thể gọi nó là bị choáng một giây nha. Đấy, rất là khó chịu. Nè nè nè, anh em coi này nha. Đấy, đấy, thấy không? Đó, nó phải dừng một giây thì nó mới chạy tiếp được. Đúng là đã rắn bình thường, mày trường thì mày trường đi, mày bay làm cái gì để rồi. Đấy, ok, ngon. Mình bị trễ một giây anh em, bị trễ một giây lúc nãy chứ không mình đã giành lại được cái trụ đó rồi. Đấy, trời ơi, cái trụ nhà. Mình không hiểu là team mình đang làm cái gì luôn. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Căng rồi đây. Thời gian còn 2 phút thì thời gian nó sẽ chạy rất là nhanh. Thằng này khó, bên kia còn 4 người, bên mình còn 5 người, chẳng lẽ thua sao? Không được, mình phải cố gắng, mình phải... Không thể để thua trận này được, trời ơi. Nếu mà thua là chắc là do lỗi mình, đầu trận mình thả quá. Trận mình thả quá để tụi nó win. Rồi, mình sẽ không giết nó liền nha nè, mình sẽ giành cái trụ này lại. Ơi, ây da, mấy thanh niên này giành trụ cứng quá. Hình như là hủy boss liền để gọi xuống luôn anh em ạ. Hủy boss để gọi xuống liền. Rồi thôi xong rồi, hai người luôn rồi. Rồi cái trụ nhà vẫn đỏ lại ta. Hồi nãy mình mới vừa giành mà sao bây giờ nó đỏ nữa rồi. Chết luôn, chết rồi. Da, căng quá vậy. Mày đi. Cái trụ này vẫn... Trời ơi, hèn gì. Bây giờ team mình không còn sức chống cự mấy thằng Ophion nữa. Rồi xong rồi, mày đi ra, mày đi đi. Team mình bây giờ yếu quá rồi. 5 người nhưng mà sức mạnh không thể nào đỡ được mấy thằng này anh em ạ. Khổ thiệt chứ. Đông nhưng mà chỉ có cái danh là đông thôi. Chứ sức thì thôi mình cũng có tài. Có tài mấy thằng niên này. Trời ơi, con Titan. Titan nhìn khổ quá ha. Chết luôn rồi. Ây da, nó chạy qua nó giành cái trụ đó nữa là thua liền. Ờ à, đúng rồi, xuống với thủ này. Không biết là nó có thủ nổi hay không nữa anh em ạ. Con Inra này hồi nãy giờ nó không biết đường nào mà nó chạy luôn ấy. Mình không thể tin được. À, xử lý cái thằng này xong mình giành lại cái trụ không biết có kịp hay không. Mấy thanh niên này nó giữ trụ cứng quá, giữ trụ cứng quá. Đấy. Mày chết với tao đi. Mày. Ây da, trời ơi. Nó vẫn còn rất là nhiều boss để mà nó gọi xuống nó thủ trụ. Chết tôi rồi. À, còn 15 giây, không ổn rồi nè. Không ổn rồi. 4 mà thua 1. Thiệt luôn á. Chắc là thôi, mình cũng không trách team được nữa. Tại vì chắc là do mình. Đấy, lỗi do tao, lỗi do tôi cả. Đấy. Ok, rồi thì coi như 2 trận thắng và 1 trận thua nha anh em. Rồi à, video ngày hôm nay thì tới đây cũng kết thúc à, hẹn gặp anh em vào những video sau nha.